đội vô địch World Cup 2022 nhận số tiền thưởng cao nhất lịch sử. Đội vô địch World Cup 2022 sẽ nhận số tiền thưởng khổng lồ từ FIFA. FIFA đã công bố tổng tiền thưởng tại World Cup 2022 là 440 triệu USD, tăng 40 triệu USD so với kỳ World Cup 2018 diễn ra ở Nga. Trong đó, đội vô địch World Cup 2022 sẽ nhận được số tiền kỷ lục là 42 triệu USD, cao hơn 4 triệu USD so với những gì đội tuyển Pháp nhận được vào năm 2018. Trước World Cup 2002, mức thưởng dành cho đội vô địch World Cup khá khiêm tốn, đều ở mức dưới 10 triệu USD. Năm 1982, đội vô địch chỉ nhận được 2,2 triệu USD, tức kém gần 20 lần so với thời điểm năm 2022. Các đội tham dự World Cup 2022 đều nhận 9 triệu USD phí tham dự. Các đội thi đấu ở vòng loại nhận được 1,5 triệu USD. Nếu lọt vào vòng mùng 1 tháng 8 World Cup 2022, họ nhận được 13 triệu USD. Số tiền thưởng vào tứ kết là 17 triệu USD, bán kết là 25 triệu USD, vị trí thứ 3 nhận được 27 triệu USD, còn đội Á quân nhận 30 triệu USD. Như vậy, đội vô địch sẽ nhận 51 triệu USD cả thảy, trong đó gồm 42 triệu cho chức vô địch và 9 triệu phí dự giải. World Cup 2022 khởi tranh từ ngày 20 tháng 11 và kết thúc ngày 18 tháng 12, quy tụ 32 đội bóng mạnh nhất thế giới.